kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 12, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Đơn giản dễ thao tác, không tốn kém chi phí vận hành, thích ứng với mọi loại hình. Sản phẩm máy cấy của nông dân Trần Đại Nghĩa đã được xuất khẩu tới 5 quốc gia. Thuốc kháng virus ARV hiện là giải pháp hữu hiệu nhất bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người nhiễm HIV/AIDS. Đó là các tin chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2020, bàn các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 và một số nội dung quan trọng. Chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, nhưng tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, nên tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt gần 53.400 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,5% so với năm 2019. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa duy trì ổn định và ngày càng được nâng cao. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng, trong các lĩnh vực của tỉnh thì nông nghiệp vẫn là lĩnh vực duy trì phát triển và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Chưa hết, đó là chúng ta tiếp tục duy trì và giữ vững cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Chúng ta đã kịp thời chỉ đạo về cơ cấu mùa vụ, chúng ta đã kịp thời chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai. Nhất là chúng ta đã có những cái chủ trương rất kịp thời trong việc chuyển đổi thời gian cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, rồi khắc phục các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Rồi chúng ta có nhiều cái biện pháp để khôi phục đàn lợn, phát triển đàn trâu bò và nhất là phát triển thủy sản. Cho nên trên lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng trên 3%. Trên cái nền rất cao của sản xuất nông nghiệp Thái Bình, chúng ta đạt được tiếp tục tăng trưởng hơn 3% là một thành quả rất đáng phấn khởi. Bên cạnh nông nghiệp thì nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh Thái Bình cũng có kết quả khá, cho dù ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 như thương mại, dịch vụ, xây dựng, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Và phải khẳng định rằng đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh ta đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt bậc và qua đó đã nhanh chóng bước qua được cái giai đoạn khó khăn đình trệ. Số lượng doanh nghiệp phải đình chỉ sản xuất, không có công ăn việc làm cho người lao động không nhiều. Phải khẳng định với các đồng chí như vậy, số công nhân phải nghỉ việc cũng không quá cao, thời gian nghỉ việc không quá dài và phần lớn đều sớm được quay trở lại sản xuất. Mặc dù là nhiều doanh nghiệp không thể sản xuất trở lại được với công suất như trước khi xảy ra dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi mặt hàng. Nhưng đến nay, tình hình chúng ta rất phấn khởi, thấy rằng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực sáng tạo, tìm hướng đi mới, tìm thị trường mới, tìm mặt hàng mới, hoặc là có cách thức đàm phán mới để có những đơn hàng mà duy trì không chỉ trong cuối năm 2020, mà còn sẵn sàng cho những tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế hiện nay như vẫn còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư, phát triển nông nghiệp vẫn chưa thực sự rõ nét, chưa có được chiến lược bài bản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc nắm bắt, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa thực sự quyết liệt nên chưa có đánh giá sát đúng, tham mưu kịp thời với tỉnh cũng như có sự giúp đỡ động viên doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh. Thu hút đầu tư chưa có chuyển biến căn bản và chưa hình thành được chiến lược, kế hoạch để thu hút hiệu quả các nhà đầu tư. Trong thu hút đầu tư, thì mặc dù chúng ta đã rất nỗ lực
cố gắng trong thời gian qua, nhưng mà cũng chưa có chuyển biến căn bản về cách làm, về tư duy, về nhận thức khi tiếp cận với các nhà đầu tư ấy, là chúng ta hoan nghênh, chúng ta chào đón. Khó khăn gì thì cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tập trung tháo gỡ, chứ không phải là chúng ta đẩy khó khăn cho doanh nghiệp. Nên cách làm là chúng ta phải có thay đổi trong thời gian tới đây, từ lãnh đạo cao nhất cho đến các cấp các ngành, đến các địa phương. Thế còn về chiến lược thu hút đầu tư thì như tôi nói từ lúc nãy cũng phải được hình thành một cách rõ nét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế ở các lĩnh vực, ngành trọng điểm khác, cũng như các giải pháp để tháo gỡ, giải quyết, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh Thái Bình. Mặt khác thì những hạn chế trong việc giải quyết nhu cầu của người dân trong thời gian vừa qua, kể cả việc giải quyết những cái quyền lợi về chế độ chính sách, quyền lợi về cơ sở vật chất, rồi đặc biệt là những khiếu nại, những yêu cầu giải quyết về đất đai. Thời gian vừa qua chúng ta đã rất nỗ lực, rất cố gắng, đã có nhiều tiến bộ. Sự thực thì vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ được với người dân. Thì bây giờ cũng phải được coi đây là một điểm yếu, một cái hạn chế mà phải được sớm khắc phục kịp thời ngay từ đầu nhiệm kỳ. Và tương tự như vậy thì về an ninh trật tự cũng là một yêu cầu rất quan trọng, vừa là để đảm bảo cái điều kiện sống một cách an toàn và bình yên người dân, nhưng đồng thời tạo ra môi trường đầu tư, tạo ra hình ảnh tốt cho tỉnh. Những cái nhiệm vụ đó cần phải được nhìn thẳng vào để chúng ta tập trung giải quyết với trách nhiệm cao nhất. Trên cơ sở các kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ngành, các địa phương rà soát lại để đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Tiếp đó, vào chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu vào các nội dung báo cáo, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung các báo cáo về việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021, báo cáo về việc giao tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021. Việc thực hiện này cần phải gắn liền với công tác tinh giản biên chế. Đối với biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong toàn tỉnh, thì cần đẩy nhanh tiến trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với kế hoạch giải thể Sở Ngoại vụ. Đối với việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị trong toàn tỉnh, thì lưu ý đối với số lượng cấp phó sẽ linh hoạt trên tổng số cấp phó được phân bổ trên mỗi đơn vị, để trong quá trình thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể sẽ phân bổ số lượng cấp phó phù hợp với tình hình yêu cầu thực tế, thống nhất giữ nguyên phòng y tế cấp huyện. Tuy nhiên, các huyện cần phải phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của phòng y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành chính sách về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất sợi tại cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải. Những tin tức trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, đơn giản, dễ thao tác, không tốn kém chi phí vận hành, thích ứng với mọi loại địa hình, sản phẩm máy cấy của nông dân Trần Đại Nghĩa, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải đã được xuất khẩu tới 5 quốc gia. Máy cấy giật tay, máy cấy động cơ điện và máy cấy động cơ xăng với hơn 30 mẫu khác nhau. Máy cấy giật tay có tổng trọng lượng từ 24 đến 35 kg một máy, đạt công suất cấy từ 1,5 đến 2 sao một giờ. Máy cấy động cơ có tổng trọng lượng từ 35 đến 60 kg một máy, đạt công suất cấy từ 3 đến 4 sao một giờ. Mặc dù thị trường tràn ngập các loại máy cấy nhập khẩu, nhưng máy cấy của nông dân Trần Đại Nghĩa vẫn là sự lựa chọn đầu tiên của nhiều nông dân nhờ có nhiều ưu điểm như phù hợp với trình độ sức khỏe, tập quán sản xuất của bà con, địa hình đồng ruộng của các vùng miền lại dễ bảo dưỡng sửa chữa mà không tốn kém chi phí. Đặc biệt là máy cấy chỉ sử dụng điện không gây ô nhiễm môi trường. Sản phẩm máy cấy đã được xuất khẩu đi 5 nước gồm Philippines, Ấn Độ, Bangladesh, Lào, Thái Lan và ngay trong những ngày đầu năm 2021, lô hàng 40 máy cấy của nông dân Trần Đại Nghĩa đã được đặt hàng và chuẩn bị lên đường sang thị trường Thái Lan.
Tiếp theo là những thông tin thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay mùng 1 tháng 12. Từ hôm nay, mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng tăng 6.500 đồng lên 350.000 đồng. Đây là quý thứ hai liên tiếp giá ga đi lên. Nếu tính từ tháng 7 đến tháng 12, mỗi bình ga 12kg đã tăng tổng cộng 39.000 đồng. Nguyên nhân giá ga tháng 12 tăng là nhà cung cấp thế giới công bố giá ga bình quân phát sinh thêm 20.000 đô la Mỹ so với tháng trước. Những ngày vừa qua, giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm, trong đó nhiều địa phương ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến 4.000 đồng một kg. Hiện nay giá lợn hơi trên toàn quốc đang dao động ở mức khoảng 74.000 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ nay đến cuối năm rất kỳ vọng giá dao động quanh mức 70.000 đồng một kg. Như vậy vừa đảm bảo được chăn nuôi trong nước, vừa đảm bảo được nhu cầu thực phẩm, đảm bảo lợi ích của người tham gia chăn nuôi. Năm nay, thị trường lịch Tết Tân Sửu 2021 bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Theo giới kinh doanh, năm nay số lượng lịch chỉ in bằng khoảng từ 70 đến 80% số lượng lịch của năm ngoái. Giá bán cũng không tăng, thậm chí một số sản phẩm còn giảm. Nguyên nhân là do các đại lý lớn đặt hàng vừa đủ khả năng kinh doanh, không in dư để đón đầu thị trường như các năm trước. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 là mục tiêu được đặt ra tại hội nghị trực tuyến 30 năm phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS diễn ra vào sáng nay mùng 1 tháng 12. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Việt Nam hiện có 446 cơ sở điều trị và 652 trạm y tế cấp phát thuốc ARV. Bệnh nhân được điều trị ARV ngay khi phát hiện nhiễm HIV, tỷ lệ tuân thủ điều trị đạt 88%. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở những đứa trẻ được điều trị dự phòng bằng ARV liên tục giảm từ năm 2012 đến nay, 4 năm gần đây đều ở mức dưới 2,5%. Để đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị cần đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để giảm số người nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 người mỗi năm, tăng cường đổi mới hình thức truyền thông, thông tin, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người bệnh, đa dạng hóa xét nghiệm sàng lọc HIV, nâng cấp hệ thống giám sát, theo dõi dịch, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thuốc kháng virus ARV hiện là giải pháp hữu hiệu nhất bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người nhiễm HIV/AIDS. Với phác đồ đang được áp dụng hiện nay, người bệnh được điều trị bằng ARV ngay khi phát hiện bệnh, có cuộc sống khỏe mạnh lâu dài và tái hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn. Khi mới phát hiện nhiễm HIV cách đây 13 năm, bệnh nhân này từng rất lo lắng cho sức khỏe và cả tính mạng của mình. Nhưng trải qua thời gian dài tuân thủ điều trị bằng thuốc ARV, sức khỏe của anh đến nay vẫn ổn định bình thường. Điều trị thì cảm thấy người nó khỏe lên, ăn tốt, ngủ tốt, làm việc vẫn bình thường. Uống thuốc đúng giờ, bác sĩ cũng hướng dẫn hết mà. Tinh thần cũng thoải mái lắm, không bi quan gì cả. Hiện Thái Bình có hơn 1.200 bệnh nhân nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc ARV tại 10 phòng khám ngoại trú ở 8 huyện thành phố. Theo các bác sĩ, sử dụng thuốc ARV giúp kiềm chế sự nhân lên và phát triển của virus HIV. Hệ miễn dịch được phục hồi trở lại, đồng thời làm giảm khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác. Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị rất là thấp. Các cái kết quả xét nghiệm là tải lượng virus thì tỷ lệ bệnh nhân mà dưới ngưỡng phát hiện thì thường đạt 93%. Sức khỏe của họ thay đổi, họ đi làm bình thường. Người ta trẻ trung năng động hơn, họ cũng có cuộc sống tốt hơn. Họ đến họ rất là vui ạ. Chúng tôi triển khai tập huấn tại chỗ và tập huấn ở Trung ương để cập nhật những kiến thức mới về công tác điều trị ARV cho người bệnh, tiến hành những cái cuộc giám sát hỗ trợ kỹ thuật tới các phòng khám. Chúng tôi phấn đấu là đến hết năm 2020 này mua 100% thẻ bảo hiểm cho toàn bộ người nhiễm trong địa bàn tỉnh Thái Bình. Bên cạnh việc điều trị bằng ARV, bệnh nhân HIV đến các phòng khám ngoại trú đều được tư vấn khám sức khỏe định kỳ, làm xét nghiệm, phụ nữ nhiễm HIV mang thai được điều trị dự phòng. Nhờ hiệu quả từ việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm HIV, tình hình gia tăng người nhiễm và mức độ lây lan HIV trong cộng đồng được hạn chế. Các vấn đề xã hội liên quan được kiểm soát ổn định và duy trì bền vững. Tiếp tục bản tin thời sự tối nay với những tin tức về tình hình dịch COVID-19.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 cho biết ca bệnh nhân 1.342 tiếp viên hàng không là trường hợp đầu tiên lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho bệnh nhân 1.347. Từ bệnh nhân 1.347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm, đó là một bệnh nhi nam 1 tuổi và một học viên đều tiếp xúc với bệnh nhân 1.347. Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để giữ an toàn cho chính bạn và người xung quanh trước đại dịch COVID-19. Liên quan đến ca tái dương tính COVID-19 tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình được xét nghiệm phát hiện vào ngày 26 tháng 11. Đến nay, bệnh nhân này đã cho kết quả âm tính. 5 trường hợp F1, 7 trường hợp F2 liên quan cũng đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ca bệnh số 1.138 ở phường Tiền Phong tái dương tính với COVID-19 ngày 26 tháng 11 sau khi theo dõi ở khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 29 tháng 11, xét nghiệm đã cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn ở trong khoa truyền nhiễm 14 ngày để tiếp tục theo dõi. Còn các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có 5 trường hợp F1, 7 trường hợp F2 đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Sở Y tế Thái Bình cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, thực hiện nghiêm chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn tiếng Anh theo chương trình đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay, Trường Trung học Cơ sở Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình tổ chức chuyên đề cấp thành phố về nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Nội dung chuyên đề được nhà trường triển khai thông qua các tiểu phẩm vui, các màn trình diễn thời trang, vẽ tranh và giao lưu với người nước ngoài về các chủ đề bảo vệ môi trường tích hợp với giáo dục kỹ năng sống cho các em. Nhiều phần thi ấn tượng như Ngọc Hoàng vi hành, thuyết trình tranh vẽ, trả lời câu hỏi trong phần thi rung chuông vàng. Thông qua đó, các em được giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ về tiếng Anh giao tiếp, nhận thức về bảo vệ môi trường và trường học xanh sạch đẹp. Đây cũng là mục đích mà chuyên đề đặt ra để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình thay sách giáo khoa lớp 6, đặc biệt với bộ môn tiếng Anh. Cùng với nhiệm vụ quản lý, niêm cất, sửa chữa và bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, công tác bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng cháy, chữa cháy, luôn được Đại đội kho, phòng kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, nhiệm vụ này luôn được đơn vị duy trì luyện tập thường xuyên như một chế độ hàng tháng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý khi có tình huống xảy ra. Đây là một trong những tình huống luyện tập phương án phòng cháy chữa cháy của những người lính thuộc Đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Là đơn vị quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát theo phân cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy, luôn được đơn vị đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các cái văn bản quy phạm pháp luật về cái phòng cháy chữa cháy. Đồng thời là đề ra các cái phương án xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ tại đơn vị. Hàng tháng, kho kỹ thuật đều tổ chức báo động luyện tập phòng chống cháy nổ từ 2 đến 3 lần, định kỳ kiểm tra vật chất phòng chống cháy nổ, cứu sập. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, các bể chứa nước, dụng cụ cứu hỏa chuyên dụng cũng thường xuyên được kiểm tra, bổ sung đầy đủ. Qua các phương án luyện tập phòng chống cháy nổ, bản thân rút kinh nghiệm là khi có tình huống xảy ra là phải nhanh chóng, kịp thời xác định đám cháy nguy hiểm mức độ như thế nào để mình xử lý nhanh, gọn, kịp thời. Với diện tích doanh trại hàng nghìn mét vuông, bao gồm khu doanh trại sinh hoạt, học tập của cán bộ chiến sĩ và hệ thống nhà kho, xưởng niêm cất, bảo dưỡng, cất chứa vũ khí, khí tài và đạn dược, nên đại đội kho còn thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sắp đặt vũ khí đạn dược, cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm đúng quy định của ngành, thuận tiện khi sử dụng. Chúng tôi thường xuyên là giáo dục tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị là nâng cao về cái tinh thần trách nhiệm, rồi là nhận thức tốt về cái công tác phòng chống cháy nổ nói chung và đặc biệt là vấn đề mà phòng chống cháy nổ kho tàn, vũ khí trang bị, đạn dược, đặc biệt là trong cái mùa hanh khô và mùa nắng nóng. Nhờ chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, vũ khí đạn dược và trang bị kỹ thuật tại đại đội kho đều được đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy nổ, góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền cùng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã phát hiện nhổ bỏ trên 150 cây cần sa được một hộ dân trồng trái phép trong vườn gia đình. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cùng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đã phát hiện tại hộ gia đình ông Vũ Đức An thuộc thôn Tam Đồng, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy có trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa. Sau khi phát hiện, Bộ đội Biên phòng đã lập biên bản, đồng thời tiến hành nhổ bỏ. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 160 cây cần sa, chiều cao từ 5cm đến 2m. Bước đầu, ông An khai nhận do một người bạn cho hạt giống rồi ông liền mang về nhà trồng. Do không hiểu biết nên số cây cần sa này ông An đã trồng được mấy tháng nay. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, cho gia đình ký cam kết không tái phạm, đồng thời tuyên truyền nói rõ về tác hại của cây cần sa. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình.